có cướp, chạy. Chạy đi, chạy, chạy lên. Anh chạy đường này. Sáu Bính, tao nè. Sáu Bính, sao rồi hả? Chú có sao không? Không. Tụi nó đi hết chưa? Tụi nó dám còn lảng vảng ở đây à? Giờ tính sao đây? Bây giờ chú cứ núp ở đây cho an toàn, để con đi coi thám thính coi sao nha. Ờ. Tụi nó hình như biết ai là người giữ vàng đó. Tụi nó quyết truy sát chú tới cùng á. Ờ. Không ấy bây giờ con tính vậy, chú đưa hết số vàng cho con giữ, để mình đánh lạc hướng tụi nó. Chú đưa vàng con đi, không được à? Chúng ta lại. Châu Bình, Châu Bình, Châu Bình. Xe em nóng vậy mà. Em bị sốt mà con. Sao mẹ không đưa em đi bác sĩ? Mẹ cho em uống thuốc giảm sốt rồi, không sao đâu con. Chừng nào ba về á, mẹ sẽ đưa em đi bác sĩ. Đáng lẽ ra hôm nay giờ này ba con đã về rồi, mà sao chiều giờ mẹ thấy lo lo trong người sao á? Linh tính giống như có chuyện gì vậy đó. Chuyện gì là chuyện gì vậy mà? Mẹ không có biết. Ba đâu mà? Ba đi làm rồi, chút xíu tối ba về. Bây giờ nghe lời má, ngủ nha. Con muốn ba ngủ với con. Một chút xíu ba về rồi ba ngủ với con. Bây giờ ngủ nha, nghe lời má. Ngủ, ngủ đi, ngủ ngon. Ba về ba mua đồ chơi cho con ha. Dạ mẹ. Ừ, ngủ nè, bây giờ nhắm mắt lại ngủ nè. Ngủ, nhắm mắt lại ngủ nha con. Âu dí dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắng lèo gặp gần khó.
Con ơi con thấy có sao không con? Nín nín đi con. Con ngoan á, mẹ thương con nha. Ngoan đi con. Chị Sáu. Chuyện gì vậy anh? Anh Sáu sao anh? Anh Sáu bị tụi nó sát hại rồi. Chị Sáu. Mẹ. Chị Sáu. Mẹ. Chị Sáu. Mẹ. Chị Sáu à, bình tĩnh mẹ, đi chị Sáu. Chị Sáu à, chị Sáu. Ba xảy ra chuyện rồi. Mẹ, mẹ có sao không mẹ? Em đâu rồi con? Dạ, em nằm đây nè mẹ. Lâm Minh con, nếu mẹ có mệt hệ gì, con hãy thay ba mẹ chăm sóc cho em con. Dạ. Bất cứ chuyện gì xảy ra, con cũng không được bỏ em nha con. Dạ con biết rồi. Con nhớ lời mẹ dặn nghe con trai. Mẹ, mẹ không sao phải không mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ đừng làm con sợ nha. Lâm Minh, Lâm Minh. Tôi thấy lạ lắm, mọi thường không đi theo đường này, nhưng hôm nay anh Tùng một mực chọn đi. Từ khi xuất phát, tôi đã có cảm giác bất an. Rồi lúc bọn cướp xuất hiện, dường như chỉ nhắm vào ông Mã truy sát như biết dàn giấu trong người ông. Đến khi tôi quay lại chứng kiến mọi việc thì không thể tin vào mắt mình nữa. Tại chị không biết chứ, tham vọng của anh Tùng lớn lắm. Gần đây sự bất hòa giữa ông Mã và ông Tùng ngày càng tăng. Kể từ khi ông Mã đá động đến chuyện của Thiên Hương, anh luôn miệng chê ông Mã trước mặt anh em và tỏ ý xem thường. À, còn chuyện này nữa, tôi sợ mình là người tiếp theo vì tôi biết tất cả sự thật. Ý anh là không đời nào anh và anh Tùng là anh em giàu sinh ra tử mà. Không lẽ chỉ có trời mới biết anh Tùng đang tính toán chuyện gì. Ngay cả ba vợ của anh, anh còn không nương tay, huống gì là thằng em này. Dạ dạ. Mày làm gì lóng đóng hoài vậy? Con chờ anh Tùng. Sao anh đến trễ quá? Khỏi chờ, nó không đến đâu. Dạ, sao lúc này con thấy anh Tùng khác quá? Có vẻ như là né tránh không muốn gặp anh em vậy đó. Có điều này con muốn nói từ lâu rồi, nhưng mà con sợ chú. Mày cứ nói quịt tẹt ra là nó coi thường tao ra mặt, coi tao không ra cái thá gì hết á. Tao đâu có mù mà không thấy. Dạ, chú nhắc thì con mới nói. Hôm rồi anh Tùng tụ tập anh em nhậu nhẹt. Dạ, có nói mấy câu mà khó nghe lắm. Nó nói gì? Đại khái người già cả thường lú lẫn, chỉ ngồi ở nhà chờ lấy tiền chia chác. Rồi nói
phải có sự đổi ngôi, rồi thay thế người đứng đầu nhóm gì đó. Nó dám nói vậy trước mặt anh em hả? Dạ, con cũng thấy bất mãn. Vì dầu sao á, chú cũng là cha vợ của ảnh. Anh ta có ngày hôm nay cũng là nhờ một tay chú nâng đỡ. Vậy mà bây giờ trở mặt khen chê ông già trước mặt tụi nhỏ, đúng là mất dạy mà. Nhưng mà chú đừng có nói lại làm chi. Mắc công anh em đụng mặt khó xử. Chừng nào đi hàng? Dạ đầu tuần sau. Đợt này tao sẽ đi theo. Nhưng mà nguy hiểm lắm đó chú. Yên tâm, để coi nó còn bao qua khoác lác nữa hay không. Dạ dạ, dạ con mời chú. Dạ. Dạ con mời chú một ly nữa. Tôi đề nghị cô chấm dứt chuyện này trong ngày hôm nay. Lý do? Bộ chị nghĩ tôi vì tiền sao? Vậy thì vì cái gì? Cô đừng có nói với tôi những lời trơ trẽn nhân danh tình yêu nha. Tôi nhìn mặt cô là đủ khinh bỉ rồi đó. Không vì tiền, cũng chẳng vì tình yêu. Chỉ một nguyên nhân đơn giản. Đó là tôi đã có con với anh ấy. Đồ trơ trẽn. Đùa với chị thôi. Anh ấy cần quá gì con. Ảnh cần tình. Và tôi mang đến cho ảnh thứ đang thiếu. Chỉ vậy thôi. Trơ trẽn. Bộ cô không nghĩ chồng tôi chỉ xem cô là trò mua vui thôi hả? Cũng có lý. Tại vì chị đang mang thai, chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Chắc chị nghĩ anh sẽ mau chán rồi sớm quay về với vợ con, đúng không? Vậy thì tôi cá với chị nha. Phần thưởng cho kẻ thắng đó là anh Tùng. Đồ nhảm nhí. Cô im đi, con ngồi cười chân cháu làm sao vậy? Chị sợ hả? Tôi cá với chị, khi buộc đứng giữa để lựa chọn, anh Tùng sẽ chọn tôi. Không tin chứ gì? Cứ thử đi và hỏi ảnh xem. Dục, sao em lỗ bản vậy? Anh thấy đó, có hành hung em, còn nhục bà em nữa. Anh phải phân xử công bằng cho em mới được. Cô im đi, còn em nữa, đi về. Những gì cô ta nói là sự thật hay sao vậy hả? Không có sự thật nào hết, đi về. Ngày hôm nay không nói rõ ràng thì mẹ con tôi sẽ không về đâu. Trời, bộ chị tính đem đứa con trong bụng ra mà làm nư hả? Nói cho chị biết, nếu tôi muốn hả, tôi đẻ cho ảnh 10 đứa cũng được nữa. Cấm miệng. Bây giờ không phải là lúc cô ba qua khoác lác. Đi về. Cô ta nói hay lắm. Tại sao anh không để cho cô ta nói tiếp đi? Hồi nãy đó cô ta còn nói trước mặt em á, nếu lựa chọn á thì anh sẽ lựa chọn cô ta đó. Anh nói đi, anh nói đi. Thôi, không có lựa chọn gì hết. Đi về. Còn cô á, đừng cứ làm trò cười cho thiên hạ. Anh còn sợ người ta cười nữa hả? Anh nghĩ là đứng đàn ông có quyền năm thê bảy thiếp, mèo mỡ gà đồng. Còn tôi là cái gì chứ? Đứa con trong bụng và đứa nhỏ nhà ra sao? Nó nghĩ gì về cha của nó? Hôm nay ba mặt một lời phải nói cho rõ ràng. Nếu không á, tôi sẽ không để yên cho cô và anh đâu. Cái gì? Em định thăm dò tôi sao? Đi về. Nếu cần thiết á, tôi cũng sẽ làm
lên trước mặt tôi đó. Cô ta chỉ là hạng gái làm tiền thôi, và anh chỉ giải quyết qua đường thôi. Anh nói đi, nói đi. Thôi đủ rồi. Chưa hết đâu, anh phải dứt khoát từ đây đó, không lui tới nhà này nữa. Nói đi, nói đi. Đi về, đi, đi. Buông ra. Là đàn ông, vui chơi bên ngoài là chuyện bình thường. Con đừng quá quan trọng như vậy. Từ từ ba sẽ tìm cách nói chuyện với thằng Tùng. Ba coi kìa, sao cái vụ đó ảnh cứ lui tới con hồ ly tinh đó hoài, sao con chịu được? Để ba xử lý con nhỏ đó cho con. Có thai đừng có nên manh động, sẽ ảnh hưởng sức khỏe và đứa bé trong bụng đó. Chào ba. Mày tới đúng lúc lắm đó. Dạ. Tôi không thèm về đâu. Dung, con lên lầu đi, để ba nói chuyện với thằng Tùng. Ngồi đi, ba nói chuyện với con. Tùng à, mày làm gì thì làm, mày cũng phải nghĩ tới con Dung. Nó đang mang bầu bì, tinh thần nó không có ổn định. Mày có muốn đi chơi á thì cũng phải kín đáo, tránh né một chút. Kể từ ngày mai á, mày cho tiền cô Thiên Hư, kêu nó dọn đi chỗ khác đi. Mày phải túc trực ở nhà để lo cho con Dung, nó sắp sanh rồi đó. Chuyện gia đình con á, ba để con tự thu xếp. Ba lo lắng làm gì? Mày nói gì? Mày nói vậy là sao? Tao xót con gái tao mới đứng ra can thiệp chứ. Chuyện của mày ăn chơi, tao xem vậy là gì cho mệt. Chuyện ba ăn chơi trác táng á, con có nói gì đâu. Ba là đàn ông, đâu có lạ gì mấy chuyện này. Nhưng mày không được làm cho con Dung nó buồn khổ lo lắng. Mày cũng đừng nói với tao là mày muốn lấy cô Thiên Hương gì làm vợ bé, nghe chưa? Mày quên là ai đã đưa mày vào cái nghề này rồi à? Ai gả con gái rượu cho mày hả? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, để không coi thằng già này ra gì phải không? Con không muốn tranh luận với ba nữa. Con tới đây là để đưa vợ con về. À, nếu mà ba thương con gái của ba đó, thì ba khuyên con gái của ba đi, ba đừng có đổ dầu vô lửa nữa. Bay Dung ơi, Dung, Dung về. Ơi, đi bên này nè. Anh Tùng à, xe sắp tới rồi đó. Vậy à? Tùng, mày là cỏ gian hả? Chị Sáu, mày là kẻ giết người. Chị Sáu, mày làm cho tao mất chồng, mày làm cho cô tao phải mất cha. Mày là cầm thú đội lớp người mà, anh em mà mày cũng sát hại không nương tay. Tao sẽ trụ đời mày và con mày sẽ bị quả báo. Sao? Thôi mà. Lâm Minh, con hãy nhìn kỹ mặt kẻ này. Hắn đã giết cha của con, con nhớ trả thù cho cha của con. Tao sẽ liều mạng với mày. Chị Sáu, chị Sáu, bình tĩnh lại. Chị Sáu, thôi mà. Thôi mà chị Sáu. Tính sao mà? Ủa không, chồng tao coi mày là bạn, giờ này mày đối xử với mẹ con tao như vậy là sao? Tao căm thù lũ bọn mày. Lâm Minh, con hãy nhìn kỹ mặt của tụi này. Mày muốn con hãy trả thù tụi này cho mẹ nghe không? Đi thôi. Chị Sáu, bình tĩnh lại đi. Tụi mày gian ác, tụi mày đứng lại, tụi mày đứng lại, đứng lại nghe chưa?
cho em con nghe không? Con nghe trả thù cho ba con nghe không? Chuyện có sao không chị? Chờ đụng xe kìa. Mẹ, lại coi con sao không? Mẹ kêu công an hay kêu cấp cứu gì vậy? Sao bây giờ anh ta dậy rồi coi con sao không? Đúng luôn. Thiệt tình á. Mẹ ơi, mẹ chết rồi, chảy máu luôn kìa. Đâu kêu công an đi, kêu cấp cứu. Tỉnh lại đi. Em có gì không? Tao có chuyện cần mày giải quyết. Nhớ, mày hết sức thận trọng. Dù nào lộ ra đó thì ở tù cả lũ, rõ chưa? Dạ, tôi sẽ lo. Được rồi, anh yên tâm. Dạ, dạ. Tao muốn nhờ mày theo dõi một người vì nó có âm mưu gây nguy hiểm đến tao. Anh muốn xử nó làm sao? Nó tên là Tính. Nhà nó ở ngõ tư cái gia xã. Tao sẽ hẹn lại ra để mày nhận mặt. Nhớ mày hết sức cẩn thận, đừng để hắn biết ra bước dây động rừng. Thằng đó là thằng nào mà đã dám đối đầu với anh vậy? Thì khó mà nắm được đường đi nước bước của nó sau này. Tao muốn nắm được toàn bộ bằng chứng phản bội của nó. Cứ theo dõi đã. Nhớ làm cho gọn gàng và giữ bí mật đừng để lộ ra. Nếu không á thì mày biết hậu quả rồi đó. Nó vốn là thằng em thân tính của tao. Còn một chuyện này nữa, tao có thằng em tên là Sáu Bính. Vợ chồng nó mới chết, để lại hai đứa con, một trai một gái. Tao muốn nhờ mày ngay đêm nay. Mày đến nhà nó bắt hai anh em nó về đây. Tao sợ sẽ có người ra tay trước. Tôi biết rồi, anh yên tâm. Tối nay tôi sẽ giao hai đứa nhỏ cho anh. Sau đó sẽ xử lý thằng phản bội kia sau. Thấy sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì không? Anh nói người đi mua cho. Tùng á đã ra tay giết ông Mã để chiếm đoạt số vàng. Nhưng cái chính á là nó muốn lên thay thế vị trí của ông già vợ. Thằng Sáu Bính biết chuyện đã bị nó giết luôn để bịt miệng. Vợ con nó cũng bị sát hại để nhổ cỏ tận gốc. Một kẻ lừa thầy phản bản như nó
lên làm đại ca, thì liệu sau này tụi mình có được yên thân hay không? Vậy bây giờ tính sao anh? Nếu rút ra khỏi nhóm liền, liệu mình có được yên thân không anh? Hay là còn ở lại, chắc chứ sao gì cũng như Sáu Bính, Bính đường nào cũng chết. Tiên hạ thủ Di Cường, mình phải ra tay trước, nếu không sẽ khó mà ở yên với cọp á. Dám có ngày nó bán đứng mình cho bọn công an. Anh Tính, anh Tính, em nghe phong phanh anh Tùng đã thuê bộ giang hồ đi tìm anh để đối chất. Anh Tùng nói chính anh là người đã cấu kết để hãm hại ông Mã. Em vừa hay tin nên lật đật chạy về đây cho anh hay liền. À còn nữa, nghe nói anh Tùng đã tìm ra được thằng móc nối với bọn cướp, nó khai anh là chủ mưu. Má, đúng là thằng nhắm máu phun người. Chuyện bốn người ở biên giới lúc đó chỉ có tao biết rõ sự thật, làm sao nó tha tao được. Tao phải lánh nạn thôi. Dạ. Còn tụi bay liệu mà dưới thân đó. Anh đi. Nếu ta là người xấu thì để cho bọn họ bắt cóc con rồi, con lao ra đó là nộp mạng cho họ đó. Nhưng mà họ bắt cóc em con rồi. Con có muốn trả thù cho cha mẹ con không? Dạ. Con nghe rõ đây, người giết cha mẹ con tên là Tùng, hắn muốn giết ta để bịt đầu mối. Bây giờ ta cho con hai sự lựa chọn. Một là con chạy theo bọn họ để bị thủ tiêu. Hai là con theo ta để sau này quay trở về trả thù cho cha mẹ. Mình đi đâu vậy mẹ? Mẹ dắt con đi chơi xa, đi nhanh lên con. Ủa sao mà không chờ ba mẹ? Ba con đang ngủ rồi, để cho ba con ngủ đi. Hai mẹ con mình đi thôi. Nha con, đi con.
nữa. Ba, ba. Con muốn con... chơi với mẹ con... đâu. Con muốn ở với bà. Lên đi con. Ba, ba. Dung, 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 em đi đâu vậy? Đi dạ. Dung, đi ra, dạ. Đi với mẹ đi con. Vậy? Đi con. Dung, con, con. Ba. Dung, con. Đưa đi bắt khổng đi. Dung. Dung. Dung ơi. Biết anh vẫn còn ở bên đây mà. Dung ơi, quay về đi. Rồi hai vợ chồng nói chuyện phải trái với nhau. Con à, mẹ sẽ đưa con đi khỏi chỗ này để cho không còn ai nhận ra hai mẹ con mình nữa. Con ráng chịu cực với mẹ nha. Thank you.
Alo, ông chủ đâu? Sáng nay bà tôi đi sớm lắm phải không? Dạ, tôi đưa ông chủ đi lúc 5 giờ sáng. Dạ, giờ đến nơi rồi ạ. Có phải anh đưa bà tôi đến đó không? Dạ, dạ đúng. Ông chủ và tôi đang ở biên giới Tây Ninh. Ủa, bà đi rồi hả anh? Ừ, Quy nói là bà tới Tây Ninh rồi. Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày này á là ba thức suốt đêm không ngủ, để rồi sáng đi sớm. Anh cũng đừng lo lắng quá, chắc chắn là chiều ba về. Chiều còn qua chùa cầu siêu cho ngoại nữa. À, chiều nay em đi đâu nhớ về sớm, để thắp tùng theo ba lên chùa nha. Dạ, em biết rồi mà. Anh vô ăn sáng đi. Ừ. Tôi nghe đây. Tôi có thể nói chuyện với anh lúc này được không? Tôi đang nghe. Kết quả của anh đã có. Phim MRI cho thấy não trái của anh có khối u. Anh nên trở lại bệnh viện vào sáng mai để tôi có thể trao đổi với anh kỹ hơn.
Alo, alo, alo. Alo, anh nghe nè. Anh về tới đâu rồi? Anh vừa qua cầu Bến Tre. Vậy là sắp tới rồi, để em ra đón anh nha. Thôi, em ở nhà nấu nướng đi. Má anh đâu rồi? Bác đang đứng trước bàn thờ thắp nhang. Bác đứng lâu lắm rồi, mẹ em không dám đến gần, vì thấy bác trầm tư quá à. Em yên tâm đi, Cường đến nhà rồi, anh cất máy đi. Dạ. Con là đứa con bất hiếu nên đã chọn kẻ sát nhân làm chồng. Con đồng mù quáng nên làm hại đến ba. Con không bao giờ quên được mối thù này. Có chết, con cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ thù ác đã nhẫn tâm xuống tay sát hại ba. Hắn đã không nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, thì con cũng chức tình đoạn nghĩa. Con mong đến ngày chứng kiến khang đền mãi thê thảm như thế nào. Được rồi, anh ghé nha. Khi buộc đứng giữa để lựa chọn, anh Tùng sẽ chọn tôi. Không tin chứ gì? Cứ thử đi, hãy ảnh xem. Bà xảy ra chuyện rồi. Tao sẽ đi mẹ với mày. Chị sao? Bình tĩnh lại, chị sao? Thôi mà. Má ơi. Má. Bác ơi. Má có sao không má? Má. Bác sao vậy má? Má. Bác ơi. Má có sao không má? Má ơi. Má đừng làm cô sợ mà má. Má. Bác ơi, bình tĩnh lại đi bác. Má. Bình tĩnh lên má. 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 Bình tĩnh lại. Anh Sáu bị tụi nó sát hại rồi. Nếu mẹ con mà hệ gì, con hãy thay ba mẹ chăm sóc cho em con. Con có muốn trả thù cho cha mẹ con không? Dạ. Con nghe rõ đây, người giết cha mẹ con tên là Tùng. Con là Lâm Minh, con trai của ba mẹ đây. Con đã quay về đúng ngày giỗ của ba mẹ. Con hứa, năm sau đúng ngày này, con sẽ tìm em gái và dắt nó lên đây để thắp nhang cho ba mẹ. Còn mối thù năm xưa, đã đến lúc con phải truy tìm kẻ sát nhân để hỏi tội. Yeah.
nhìn kỹ mặt nghĩa này. Anh đã giết cha của con, còn nhớ trả thù cho cha của con. À! Chú à, con đây. Có chuyện gì mà nghe giọng nói con không ổn vậy? Con lại gặp ác mộng nữa rồi. Từ ngày con về Việt Nam tới giờ, con không sao ngủ được. Vì cứ bị ám ảnh chuyện của quá khứ. Mọi việc cứ như là mới xảy ra vậy đó. Con không thể quên hình ảnh mẹ của con nằm sống xoài trên vũng máu. Chết mà con mắt cứ mở trừng trừng uất ức. Tấm ảnh trên bàn thờ cứ nhìn con như hối thúc con phải trả thù. Rồi gương mặt ác quỷ lạnh lùng của lão hiện ra, như là thách thức con vậy. Ta hiểu tâm trạng của con hiện giờ. Bao nhiêu năm nuốt hận, nén hận, bây giờ chỉ chờ có ngày quay về để trả mối thù này. Con có biết tại sao bấy lâu nay chú không hề nói cho con biết tông tích của kẻ thù và không cho con quay về Việt Nam không? Vậy chưa đến thời điểm chín mùi, đúng không chú? Chính xác là con chưa đủ sức để gặp kẻ thù. Trả thù không chỉ bằng lòng căm hờn và sự quyết tâm, mà còn phải có thực lực nữa. Phải đủ thông minh để có thể quật ngã kẻ thù, sao cho hắn không kịp trở tay. Bấy lâu nay chú cho con ăn học thành tài, là vì kẻ thù của con đã trở thành một kẻ có thế lực, có tiền tài, tiền hô hậu ủng. Ta không thể nào chủ quan khinh suất được. Muốn tiếp cận và hạ gục hắn phải bài mưu tính kế thật kỹ lưỡng, chứ không thể nào hành xử theo kiểu như võ biền, thô lỗ lắm. Vậy kẻ thù ở đâu chú có biết không? Đang làm gì? Chú nói rõ đi, cho con biết đi. Hiện nay đối phó với lão ta không dễ chút nào. Con đừng có manh động, kẻo thù trả không được mà uổng công kỳ vọng của ta và ba mẹ con nữa. Nhưng mà chú đã nói đây là lúc con nên quay về để trả thù và tính sổ mà. Và đó là những gì hắn đã mắc nợ gia đình của con. Tại sao chú cứ loanh quanh úp mở vậy? Chú đã có một kế hoạch từ lâu cho chuyến quay về lần này. Tuần sau ta sẽ quay về Việt Nam. Lúc đó con sẽ biết được kẻ thù con đang ở đâu. Thank you.
Hiện giờ em đang ở đâu? Không lẽ suốt cuộc đời này em lẩn tránh anh mãi sao? Còn đứa con trai, nó cần biết cha nó là ai chứ. Em hãy quay về đi, hãy quay về với anh đi, quay về với anh đi Dung à. Mỗi năm cứ đến ngày giỗ ngoài là má như lên cơn. Nhìn má dằn vặt đau đớn, anh thấy sốt ruột lắm. Mà anh không biết phải làm gì ngoài việc ôm má để trấn an. Chắc là có một chuyện gì đó lớn lắm đã xảy ra vào ngày này, nên bác không thể nào quên. Anh cũng không biết nữa, vì đâu dám hỏi. Chỉ nghe loáng thoáng má nhắc đến ba và ông ngoại với vẻ cay đắng lắm. Nhiều khi anh muốn lợi lúc má bình tĩnh để hỏi, nhưng mà cứ nhắc đến ba là má anh lại gạt phăng đi và nói là ba anh đã chết. Tội nghiệp bác quá à. Nếu anh không về kịp, em cũng không biết xử trí ra sao nữa. Không sao đâu, qua hết ngày hôm nay thì má anh sẽ ổn lại mà. Dạ. Mà công việc anh trên đó thế nào rồi? Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha. Bao giờ em cũng nhắc anh câu này hết trơn á. Nếu mà lo cho anh á thì lên trên đó chăm sóc cho. Nếu chứ đêm qua em ngủ á cũng mơ mộng lung tung lắm. Thấy anh dắt em lên Sài Gòn nè, phố xá thì đông người qua lại, em sợ lắm, nên em nắm chặt tay anh vậy nè. Em sợ lạc mất anh. Kinh doanh quý đầu năm của bộ phận vận chuyển hàng hóa Bắc Trung Nam có khả quan hơn so với lại cùng kỳ năm ngoái. Đạt chỉ tiêu công ty đưa ra và đã vượt mức 5% doanh thu. So với tình hình xăng dầu tăng giá hiện nay thì đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của tập thể nhân viên và của ban lãnh đạo công ty. Tôi cũng cần nói thêm về một số trạm trung chuyển miền Trung, kiến nghị cần cải tạo và nâng cấp để hoàn thiện hơn và nâng cao dịch vụ. Chúng ta cũng có mời các công ty thiết kế phát họa và lên bản vẽ để trình lên ban giám đốc xét duyệt kèm theo kinh phí cải tạo. Còn vấn đề khiếu nại và thất thoát hàng hóa của khách hàng cũng đã giảm hẳn đi 20%. Còn về dịch vụ dọn kho chuyển văn phòng thì kiến nghị với ban giám đốc đề nghị tăng cường thêm 10 chiếc 1,5 tấn để điều hành lưu lượng và kịp với tiến độ giao nhận. Bộ phận tài xế về nhân sự cũng có thay đổi nhiều vì lý do sức khỏe và độ tuổi. Thôi, cuộc họp cứ tiếp tục. Quyệt, con thay ba chủ trì cuộc họp này.
Cười quá, cười luôn, cười khí thế Trúc luôn. Ơi, Trúc ơi, Trúc, bà Dương bà xỉu rồi kìa, mày về mày có bà sao kìa? Về lại đi, coi bà có sao không? Gì không biết bà có sao nữa. Chuyện gì vậy? Bà làm cái gì bà xỉu dữ vậy ta? Thôi, làm việc đi, chuyện của người ta mà. Trời ơi, tôi thấy tội nghiệp bà Dung quá. Bác nằm xuống nghỉ đi bác. Gì út trời ơi, mà để cho tao kiếm con Trúc coi. Bác làm gì vậy? Bác Trúc đâu? Trúc, bác Trúc đang làm việc. Hôm nay con muốn nói chuyện với bác như là hai người đàn ông. Trời ơi, tao với mày có gì đâu nói. Con yêu cầu bác mai mốt đừng làm phiền Trúc nữa. Trời, mày vô duyên mày. Cha con tao làm gì mất mớ cho mày. Và tại vì mỗi lần mà bác nhậu xỉn lên á, bác tới đây bác tìm Trúc, rồi bác la lối, bác đội này, bác đội kia. Con thấy Trúc buồn lắm. Mà mỗi lần Trúc buồn á, con không có vui. Mà mỗi lần Trúc buồn vậy á, Trúc làm việc lơ là lắm. Nhưng mà thằng kia, mày đừng nói với tao là mày thương con Trúc nha mày. Mày nghĩ làm sao vậy? Bích cửa rồi con. Mày nhìn lại cái mặt mày đi, làm sao mà so sánh với thằng Hiệp, thằng con rể của tao bây giờ? Nó vừa đẹp trai, nó học giỏi, mà nó học ở Sài Gòn, lâu lâu về thăm mua quà cho tao. Nhưng mà dù quà đó tao không thích. Đâu phải như mày, mày ngu như con bò, mày ui mày mập lù như vậy, mày đưa mày nói như vậy, mày thương con tao làm cái gì? Bác để dành uống rượu tiếp nha bác. Nhiều và nửa triệu. Trời ơi, sao tao không phát hiện mày sớm? Con mới đúng là một đàn con rể tốt, con quá tốt mà tại sao bác không chịu phát hiện? Con sẽ là một người chồng tốt, một người cha tốt, một người con rể tốt. Rất tốt mà. Thôi, bác đi uống rượu với Út. Đúng rồi, bác quên nói một điều với con nữa. Dạ, bác sẽ hứa với con, từ giờ trở đi không làm phiền con Trúc nữa. Dạ, con cảm ơn bác. Bác phải làm phiền con dịch dài lắm. Dạ, đúng rồi, bác làm phiền con nha. Kích thước 3x4 nằm bên đảo trái. Rất may đó là vị trí có thể phẫu thuật được. Trong trường hợp ca mổ thành công thì di chứng sau đó có thể là gì? Kinh nghiệm của tôi cho thấy một số trường hợp sau ca mổ não, bệnh nhân phải sống đời sống thực vật, tỷ lệ khoảng 10%. Tôi không thể sống quãng đời sau này với tình trạng của một người bán thân bất tội. Tôi muốn nắm chắc 100% tỷ lệ thành công khi bước vào ca mổ. Bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng không thể dám chắc sẽ thành công 100% được. Còn một điều tôi phải nhắc nhở, anh nên quyết định thời gian để tiến hành ca mổ càng sớm càng tốt. Tôi hiểu rồi. À, có điều này tôi muốn nói rõ với anh. Bình tĩnh của tôi phải được bảo mật tuyệt đối, không để lộ bất kỳ thông tin nào ra ngoài, vì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cổ phiếu và công việc của tôi hiện nay. Tôi hiểu. Việc này thì anh yên tâm. Nhưng còn cháu Võ, nó là người thân duy nhất của anh mà. Chưa đến lúc, vì tôi còn phải tranh thủ làm nhiều việc trước khi quyết định lên bằng mổ. Tôi không muốn nó lo lắng cho tôi.
Anh đừng cho rằng tôi nhiều lời. Tôi xin lặp lại lời khuyên. Anh đừng chủ quan về căn bệnh này. Nên tranh thủ thời gian sớm nhất. Cảm ơn anh. Coi chừng đó. Con chào ông nội, con mới về. Con chào ba. Ba. Ủa sao giờ này ba chưa đi ngủ? Ba cứ ý chờ tụi con. Ủa, ba có chuyện gì gấp lắm hả ba? Con đưa bé Nam Phương lên phòng ngủ đi. Ba muốn bàn chuyện gia đình với hai đứa tụi con. Dạ. Ừ. Mình vô con. Dạ. Dạ, có chuyện gì vậy ba? Sao con thấy ba có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Ba muốn tìm má và em của con. Má con? Tại sao bây giờ ba lại có ý định đó? Thì ba nghĩ trước sau gì cũng phải tìm má và em con, để gia đình mình đoàn tụ. Nhưng mà lâu nay ba vẫn tìm mọi người, mà mọi người vẫn bật vô âm tính mà. Chỉ vì lý do tế nhị nên ba chỉ âm thầm tìm kiếm và không có kết quả. Bây giờ ba muốn nhờ đến truyền thông đại chúng, có thể với mức độ phổ biến rộng rãi và đa phương tiện, thì má con sẽ thấy và liên lạc với ba. Ba làm như vậy con thấy cũng khả thi đó. Nhưng mà quan trọng là má có muốn liên lạc với ba hay không. Ba, con nghĩ là thời gian dài cũng sẽ khiến mọi việc nguôi ngoai. Nếu má thấy được thành ý của ba, chắc má sẽ mềm lòng và cho ba cơ hội. Với lại em trai chắc cũng mong mỏi được gặp ba. Còn nước còn tát, con ủng hộ ba. Vậy sáng mai con sẽ soạn nội dung và liên lạc với các báo đài để đăng tin nha ba. Thôi ba mệt rồi, ba lên phòng nghỉ sớm đi. Chuyện này để ngày mai mình tính tiếp nha ba. Anh sao vậy? Tự nhiên nói một câu làm cho không khí gia đình trở nên căng thẳng như vậy. Em thử nghĩ xem, nếu như má có ý thì tự tìm đến ba rồi, đâu đợi phải làm những chuyện như vậy. Nhưng anh cũng không nên làm tắt hy vọng của ba. Anh nói thiệt nha, má và em của anh không biết là giờ này còn sống hay không nữa.
Em cấm anh đó. Anh tuyệt đối không được nói cái câu này nữa. Quen miệng mà ba nghe được là chết. Tại không dám nghĩ thôi. Chứ thật ra bây giờ trong thâm tâm của ba cũng nghĩ như vậy. Hơn 20 năm qua, không một dấu vết, không một tin tức dù chỉ là nhỏ nhất. Nếu như mà hai người đã còn sống thì ít ra là cũng phải tìm đến ba chứ, đúng không? Em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà thôi, mình cứ làm theo ý ba, cho ba vui lòng đi. Anh thấy em hiểu ý ba còn hơn anh nữa. Bởi vì nhiều khi anh cũng cảm thấy ganh tị. Ba thương con dâu còn hơn là con ruột nữa. Đó, lại bắt đầu nói lạc đề rồi đó. Thôi, anh đi tắm đi. Em qua phòng coi con Nam Phương nó ra làm sao. Ủa, em về rồi hả? Vô tắm đi, anh pha nước sẵn rồi. Ê, hay là đợi anh bồng vô. Thưa nữ chủ nhân, nô tài sẵn sàng phục vụ từ A tới Z. Come on. Nè. Gì? Anh có nghĩ là tại sao không phải trước hay sao? Mà ngay đúng lúc này, ba lại muốn tìm má và em trai của anh một cách quyết liệt như vậy không? Em còn lấn cấn vụ này hả? Anh nghĩ đơn giản là bởi vì ba cảm thấy ba nhớ má và nó thôi. Người già thì hay hoài niệm về quá khứ vậy mà. Chắc chắn là không chỉ như vậy. Vậy theo em là gì chứ? Có thể còn một nguyên do khác. Thôi, bây giờ em đi tắm cho khỏe đi. Anh chắc chắn có tìm cũng không gặp được đâu. Đi đi. Anh nè, nếu bà tìm được má và em trai của anh thì sao? Nếu vậy thì cũng vui chứ sao. Ba thì gặp được má, còn anh thì biết mặt được thằng em trai thất lạc bấy lâu nay. Ba vui, anh cũng vui. Nói chung là gia đình mình đều vui. Em cũng vui vậy, đúng không? Chắc là gia đình mình sẽ vui và hạnh phúc. À, thôi, em đi tắm đi. Ừ. Kỳ vậy ta? Chưa gì hết sao tự nhiên thấy mặt không vui vậy? Mà sao tự nhiên ba lại nghĩ đến chuyện này ta? Không lẽ nghĩ vậy để an ủi, lương tâm đỡ cắn rứt? Mà để tìm được họ rồi hả tính? Mà đúng là chuyện mà lên cung trăng còn dễ thực hiện hơn. Bà hiện giờ bà đang ở đâu? Bà biết kể từ đêm bà bỏ ra đi đến nay đã hơn 20 năm rồi đó. Tôi và thằng Võ lúc nào cũng mong mỏi và chờ đợi bà quay về. Thằng Võ nay đã lập gia đình và có một đứa con gái. Mình đã là ông nội, bà nội rồi đó bà ơi. Bác sĩ báo tôi cần phải lên bàn mổ vì một khối u trong não. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi, nhưng dù thế nào tôi nhất định phải tìm cho bằng được bà và con trai út để gặp một lần. Đó là tâm nguyện cuối cùng của tôi.
Sáng nay con đã cho đăng tin hàng loạt trên các tờ báo lớn và uy tín với kích cỡ lớn. Báo sẽ đăng liên tục trong 3 tháng. Đồng thời con cũng đăng ký trong mục tìm người thân của 30 đài truyền hình trung ương và địa phương. Họ sẽ bắt đầu phát thông tin vào đêm nay. Con làm tốt lắm. Con còn dự định là tìm thêm các kênh truyền thông khác để bổ sung như báo mạng, các kênh thứ cấp và các phương tiện truyền thông khác. Hy vọng bảy thấy và liên lạc với ba. Dạ thưa ông, có ông luật sư muốn tìm ông. Ừ, cứ cho người đó vào phòng của tôi nha. Dạ. Con cứ tiến hành, nếu cảm thấy có hiệu quả. Dạ, con thấy ba có vẻ mệt. Để con ra ngoài pha nước cam cho ba nha. Ba không sao đâu. Mời vào. Con lo việc của mình đi. Dạ. Chào ông. Chào luật sư. Dạ chào. Mời ông ngồi. Dạ.